clip này thì mình xin giới thiệu cho các bạn một cách để mình đưa các trình duyệt web về cái chế độ gốc ban đầu. Khi chúng ta trình duyệt web hoặc là chúng ta cài đặt cho các trình duyệt như là IE hoặc là Firefox, Chrome thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta cài bật một cái các nhiều các tiện ích này vô. Thì nếu mà chúng ta không muốn làm thủ công thì chúng ta có thể làm một cách ngắn gọn như sau. Đối với trình duyệt IE thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta vô IE, vô tool internet option, chúng ta sang cái thẻ pen vào đây, có nút restart này, reset này. Ấn như đây, chúng ta nếu mà chúng ta chọn chọn thêm một check này nữa và reset này là nó reset lại cái IE của chúng ta về bản gốc. Đây mình làm cho các bạn xem luôn. Các bạn đợi một chút rồi nó làm xong tạm đi thôi. Đó. Thấy khi mà chúng ta làm thì thấy nó lại này, nó cho về bản gốc của chúng ta này. Đó. Đó. Thấy được là nó tinh, trắng tinh luôn. Còn đối với Firefox thì chúng ta có thể làm như sau. Rồi, 2 chấm support, ấn enter vào đây. Đây thì mình Firefox là mình không muốn đưa nó về gốc. Nếu mà các bạn muốn đưa về gốc thì nhấn vô reset Firefox này và nó set về cái nguyên gốc cho chúng ta như đây. Còn đối với Chrome thì chúng ta làm như sau. Đây các bạn vô cái ba gạch này, xuống cài đặt, rồi xuống kéo xuống và cho nó hiển thị thêm và kéo xuống tới cùng nữa này. Rồi đây chúng ta thấy này, đặt lại cài đặt này. Đây nếu mà các bạn muốn đặt lại cài đặt bên gốc thì chúng ta đặt lại thôi, nhưng đây mình không muốn đặt lại thì các bạn ấn vô đặt lại này, nó giúp chúng ta đặt lại về cái hiện trạng ban đầu của Chrome. Thì cốc thì cũng vậy thôi, cốc thì các bạn xuống cài đặt này, kéo xuống, cốc cũng giống như Chrome thôi, đặt lại thôi. Rồi các bạn làm thao tác này thì chúng ta có thể làm nhanh về cài đặt cốc hơn, thấy nó chạy nhanh hơn so với cái tình trạng mà ì ạch của chúng ta, của các cái trình duyệt. Tại vì trong thời gian sử dụng thì có thể là nó nhớ thêm mấy cái địa chỉ này kia. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Chào các bạn.